Xin chào mừng quý vị bạn quay trở lại với kênh Bà Hùng Audio à, Clip này à, giới thiệu với quý vị bạn à, chiếc đầu CD Acufay DP67 à, Mới cập bến tại Bà Hùng Audio Đây là một sản phẩm đẹp xuất sắc à, Và là một mẫu đầu CD à, được nhiều anh em ưa chuộng à, Đời cao và chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời à, Và bây giờ thì xin mời quý vị bạn à, chúng ta cùng à, nhấc em nó ra để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của chiếc chiếc đầu CD này nhá thưa quý vị các bạn và chiếc máy này về với tình trạng là full box đó quý vị bạn thùng xốp đây à, máy bên này đẹp xuất sắc luôn đầy đủ uh, điều khiển dây nguồn vân vân bây giờ thì em sẽ uh, bỏ cái lớp áo choàng ra nha nói chung là máy đẹp uh, xuất sắc luôn thưa quý vị các bạn đó ok à, bao gồm có cataro này à, điều khiển xịn này dây nguồn xịn này đó đầy đủ đây luôn cho anh em chơi đó và đặc biệt là mức giá cực kỳ yêu nhá thưa quý vị bạn em này thì bên em đang giao lưu với mọi người là mức giá là 59 triệu 500 nghìn đồng thưa quý vị bạn mức giá rất là tốt so với thời điểm hiện tại đó đó, một chiếc máy quá đẹp luôn. rồi chúng ta cùng nhích lại gần hơn một chút nhé, để chúng ta cùng xem cho nó thật kỹ. đó, thùng xốp bên này, máy bên này, quá đẹp và quá mới luôn. ok, rồi, bây giờ thì chúng ta cùng soi xét nhé, một chiếc máy đẹp này, đầy đủ, cataro, điều khiển dây nguồn chính hãng, đó, rất là đẹp luôn. AcuPay DP67 cao cấp phiên bản nâng cấp của DP65V à, mức giá giao lưu là 59 triệu 500 000 đồng thưa quý vị các bạn rất là hợp lý à, một chiếc máy đẹp hoàn hảo luôn đầy đủ các cái núm bịt luôn này thưa quý vị và bạn và em này thì à, vừa có chức năng chạy đĩa CD vừa có chức năng làm giải mã độc lập rất là tuyệt vời à, có hai đường vào cáp cáp quang và đồng trục để chúng ta chơi nhạc số rất là tuyệt vời đó và hai đường ra RCA cũng như là ba Lăng. à, và chất lượng âm thanh của em này thì thực sự là rất là hoàn hảo nha và em có một cái thiết bị này để chúng ta chơi kết nối chơi điện thoại rất là hay này thưa quý vị bạn đó đó là cái thiết bị này chuyển đổi từ iPhone đó từ iPhone để sang cái tín hiệu đồng trục này chúng ta cắm thẳng vào mò đầu này, chơi trực tiếp từ điện thoại ra luôn rất là hay. Em mày mò mà mãi cũng mua được cái này bên nước ngoài về cơ. Cái này thì hiện tại không có bán nhưng mà nếu như anh em nào có nhu cầu thì đặt hàng em sẽ order về cho quý vị bạn đó. Chuyển đổi tín hiệu từ iPhone sang tín hiệu cáp đồng trục để chơi trực tiếp trên những chiếc đầu như thế này. Đó, mà em hay sử dụng để test đồ rất nhiều anh em cũng hỏi thăm. Đó. Cái này thì tầm khoảng 2 triệu Thưa quý vị bạn cái dây cáp này, 2 triệu. Đó, chuyển đổi à, Quý vị bạn nào có nhu cầu thì uh, em order giúp thôi Chứ còn thực ra là 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 em không có bán cái này Đó, Để chúng ta chơi trực tiếp từ uh, điện thoại vào chiếc đầu này nhá Rồi, à, ok à, và chúng ta cùng xem xét nào Đẹp quá đúng không ạ? Một chiếc đầu mới và đẹp Acufay DP67, hàng uh, tuyển chọn nhá quý vị các bạn Ừ, cái này thì là cái vết bẩn rồi thì em lau đi sẽ hết hơi ốm tí rồi, còn lại thì uh, nói chung là em này thì không có một điểm gì chê luôn thưa quý vị các bạn rất là đẹp rồi em cắm điện vào chúng ta cùng xem cái 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 nhận đĩa của em này nó ra sao nhá đó rất là ok luôn Ra vào rất là mượt mà Em ái Acufay DP67 Hàng tuyển chọn mức giá là 59 triệu 500 nghìn đồng à, Quý vị các bạn Anh chị em nào yêu Thì liên hệ trực tiếp với em báo Hồng Audio à, Một chiếc máy đẹp xuất sắc Nguyên bản đầy đủ thùng xốp Và à, điều khiển Xịn luôn thưa quý vị các bạn Rồi em này thì Quá là đẹp và quá là yêu luôn à, Mức giá là 59 triệu 500 nghìn đồng à, Thưa quý vị các bạn Ok, chúng ta chuyển về bài để xem nhá, xem cái tốc độ đọc nó như thế nào nhá. Từ bài cuối em chuyển về bài số 4, từ bài 1 em chuyển về bài cuối rất là ok rồi. Rồi, trên đây là chiếc đầu CD Acufay DP67 phiên bản nâng cấp của 65V. À, anh chị em quý vị bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0978 263 263. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bên em ship COD trên toàn quốc nhá và miễn phí ship cho anh em nhá. À, anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em để được uh, có mức giá tốt nhất xin cảm ơn mọi người rất nhiều